Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái cây Men M2000 này một cách cơ bản, những cái tính năng cơ bản nhất và thiết thực nhất thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Khi mà các bạn mới cầm cái cây sáo điện tử này về ấy, thì cái bước đầu tiên đấy là bên dưới này chúng ta sẽ có cái nút nguồn và một cái phím công tắc. Cái công tắc này là công tắc bật tắt Bluetooth để chúng ta trộn nhạc. Thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng ấy, chúng ta sẽ sử dụng bấm giữ cái nút nguồn này để có thể bật tắt nguồn, giữ nó khoảng tầm 2 đến 3 giây là nó sẽ bật nguồn. Đây, khi bật nguồn lên màn hình chính nó sẽ hiển thị như vậy. Và cái cách sử dụng của nó ấy, nó sẽ thông qua các cái hệ thống núm vặn này. Núm này vừa có thể vặn và vừa có thể ấn vào để có thể thay đổi các cái chức năng cũng như là cài đặt tất cả các cái thông số của kèn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng cái tính năng nó thiết thực nhất nhá. Tính năng đầu tiên mình nghĩ rằng là đấy là thay đổi nhạc cụ và chuyển nhạc cụ và chuyển tông. Để mà chuyển nhạc cụ được ấy, thì chúng ta sẽ xoay cái phím xoay ở dưới cùng này, phím số E đấy. Là chúng ta chỉ cần vặn như thế này thôi là nó sẽ chuyển sang cái nhạc cụ khác. Nó có 100 cái nhạc cụ tích hợp vào bên trong này, nên là anh em chỉ cần vặn để thay đổi thôi. Đấy là chuyển nhạc cụ. Còn cái núm F ở ngay bên cạnh nó chính là chuyển tông. Khi mà chúng ta vặn ấy là nó có tổng cộng tất cả 12 tông C này, C thăng này, D, D thăng này. Rồi đấy, tất cả các tông. Anh em muốn sử dụng cái tông nào chỉ cần xoay về cái tông đó là nó ngay lập tức là nó sẽ chan cho chúng ta về cái âm chủ là cái âm như vậy luôn. Và tiếp theo cái núm xoay D này chính là núm xoay để có thể thay đổi âm lượng. Anh em muốn chỉnh âm lượng to nhỏ thì sẽ xoay cái phím xoay này nhé. Và tiếp theo phím C này, đó chính là cái thay đổi cái độ nhạy của hơi thở. Chúng ta sẽ xoay lên như hiện tại một cây mới là xoay lên đến tầm 81-82 là bắt đầu cái loa này nó sẽ tự kêu. Thì sao? Chúng ta nếu mà muốn cái cây sáo này nhẹ, thổi nhẹ thì chúng ta sẽ xoay từ cái mức mà nó kêu lên ấy, chúng ta sẽ hạ khoảng tầm 3 đến 4 nấc nữa. Thì khi đó là cái hơi thở của nó ở mức độ rất là nhẹ, chúng ta chỉ cần thổi nhẹ vào nó cũng kêu. Còn nếu mà anh em mà muốn cái mức độ hơi của chúng ta nặng hơn ấy, thì chúng ta sẽ xoay cái núm C này thấp hơn nữa. Thì nó sẽ càng thấp là cái cây sáo của chúng ta thổi sẽ càng nặng. Thì khi mà nặng ấy, thì chúng ta lại có thể chủ động được cái luồng hơi thổi từ nhỏ đến to, nó sẽ rõ ràng và mạch lạc hơn nhiều. Đấy là bốn cái núm xoay ở phía bên dưới. Còn hai cái phím xoay A và B này nó sẽ có nhiều tính năng hơn. Phím A này nó sẽ thay đổi cho chúng ta tất cả những cài đặt của kèn. Và phím B này nó sẽ phụ trách cài đặt toàn bộ những cái tính năng liên quan đến reverb cũng như là âm thanh. Thì mình sẽ nói từng cái núm xoay một nhé. Thứ nhất là núm xoay B này này. Khi mà chúng ta xoay thông thường ấy, là nó sẽ điều chỉnh một vài cái thông số ở trên cái kèn. Khi mà chúng ta xoay cái phím xoay này một cách bình thường, nó sẽ thay đổi cái thông số, một vài cái thông số ở trên kèn. Và khi chúng ta ấn ấy, nó các cái thông số nó sẽ chuyển qua lại. Ví dụ đây là reverb này, bấm một lần nữa đây là filter này, hip bend này, vibrato này, vibrato speed này, chorus này, delay này. Có nghĩa là những cái thông số về cái hiệu ứng âm thanh ấy, nó đều có ở trên này hết. Chúng ta chỉ cần bấm để thay đổi. Filtering nó là cái màu của cái nhạc cụ, đến nó sáng hay nó tối, chúng ta sẽ xoay ở đây để có thể thay đổi các cái hiệu ứng thông số của hiệu ứng. Và chúng ta nhấn để chuyển. Grip band nó chính là cái thanh potamento này. Để chúng ta muốn nó chuyển động nhanh chậm thì sẽ chỉnh ở cái vị trí này luôn. Tiếp theo là vibrato, đây là rung, chế độ rung tự động. Thì với cái cây này chúng ta có một vài chế độ rung nhất định, có thể là cắn vào cái bec thổi này để nó bật cái chế độ rung tự động lên. Thì ở cái chế độ rung tự động này thì chúng ta sẽ chỉnh được, một đấy là cái độ sâu của cái rung tự động đó, thứ hai là cái speed là cái khoảng cách của độ rung đấy, rung nhanh hay rung chậm nó sẽ chỉnh được. Cái vibrato này nó chính là cái độ sâu của rung. Và tiếp theo là đây là vibrato speed, đấy là cái khoảng cách của rung, đấy là rung nhanh hay rung chậm nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Chorus, đây là tiếng vọng.
cây delay là cái độ nhạy của phím bấm. Chúng ta muốn cái cây sáo là bấm nhanh bao nhiêu mình cũng có thể là nó cũng có thể đáp ứng được, thì chúng ta sẽ giảm cái cây delay này xuống thấp nhất. Đấy, còn khi mà tăng lên ấy là nếu mà các bạn bấm nhầm một vài phím ở trong một khoảng thời gian nhất định là nó sẽ bỏ qua. Thì nếu mà anh em nào mà chơi những cái bài nó mang tính chất nhẹ nhàng, tình cảm thì chúng ta sẽ tăng cái cây delay này lên. Còn nếu mà anh em chơi những cái bài mà mang tính chất giai điệu rất là nhanh thì chúng ta giảm nó xuống. Đấy là cái phím xoay B. Tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phím xoay A. Phím xoay A này nó sẽ cài đặt được nhiều thông số hơn nữa. Tất cả những cái thông số cũng như là cái cảm biến thì nó sẽ chỉnh ở cái phím xoay này. Đây. Đây mình sẽ đưa đầu tiên đấy là tính năng liên quan đến fingering. Fingering đây là cái thế bấm của cây kèn. Mặc định nó sẽ là cái thế bấm của saxophone, nghĩa là chúng ta bấm cả vào cả ngón út này nó sẽ là nốt đồ. Còn có rất là nhiều các cái fingering khác nữa, ví dụ như là flute với saxo nó tương đối giống nhau. Tiếp theo là chế độ của sáo bầu, và tiếp theo là chế độ của trumpet. Trumpet là chế độ 3 ngón, nên chúng ta chỉ cần thổi bấm 3 ngón thôi là nó sẽ giống hệt với cả cái chế độ của trumpet. Và tiếp theo là cái chế độ của DG. DG là chúng ta dùng cái chế độ 6 ngón này thôi, có nghĩa là nó sẽ gần giống với sáo trúc. Nó chỉ DG và sáo trúc nó chỉ khác nhau một cái yếu tố, đấy là cái ký hiệu tông thôi. Ví dụ DG tâm S thì nó sẽ là sáo trúc tâm đô. Thì cái này nếu mà anh em mà muốn sử dụng cái thế bấm của sáo trúc thì chúng ta chuyển về thế của DG, và sau đó là dùng một cái bảng chuyển để có thể là sử dụng cái để có thể chuyển đổi qua lại giữa thế bấm của DG. Ví dụ như là anh em muốn thổi tông đô chẳng hạn thì chúng ta sẽ chan về F, anh em muốn thổi tông rê thì sẽ chan về la chẳng hạn. Thì đấy là một vài cái quy tắc để có thể chúng ta sử dụng cái thế bấm nó giống với sáo trúc được. Đó là về fingering. Khi mà chúng ta nhấn thêm cái phím A này nó sẽ chuyển sang một cái chế độ, đây là skin cây. Skin cây đây là một cái núm, đây núm cong cong này này. Cái nút này là như bình thường chúng ta thổi là sẽ chạm tay vào đây là nốt si dáng. Còn cái skin cây này nó cũng có thể bật tắt được bằng cách là chúng ta xoay cái núm vặn này. Có một cái là up này, on này và headstone. Thì khi mà chúng ta bật cái chế độ skin cây này lên ấy thì một vài cái nhạc cụ nó có cái skin thì chúng ta sẽ có thể là kích hoạt được cái chế độ skin đấy đó lên. Ví dụ như là cái tiếng gào của saxophone chẳng hạn. Saxophone bình thường chúng ta sẽ thổi như vậy nhé. Bình thường mình thổi cây saxophone này. Đây mình sẽ thổi bằng cái lo ngoài của cái cây sáo nhé. Thì nó sẽ tiếng nó sẽ không hay bằng cái việc mà chúng ta kết nối sang cái loa to. Đấy, khi mà mình chạm vào đây nhá. Thì với tiếng saxophone ấy, thì cái skin của nó đấy là cái tiếng gào. Thì chúng ta chỉ cần chạm vào cái phím cong cong này nó sẽ gào lên. Mình thổi một cách bình thường nhá. Chạm vào nào. Mình thổi một cách bình thường nhá. Chạm vào này. Đấy, thì khi nào mà chúng ta cần gào lên thì chúng ta sẽ chạm vào cái phím này. Ví dụ mình thổi thử một câu nhé. Đấy, em ơi có. Thì mình muốn gào cái từ có chẳng hạn thì mình sẽ chạm vào. Đấy, thì đây là cái chức năng như vậy. Một vài cái âm thanh nó cũng sẽ có cái tiếng gào như vậy. Ví dụ như tiếng kèn sona chẳng hạn. Mỗi một cái tiếng nó sẽ có một cái chế độ riêng, và chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ đấy bằng cái cách mà chúng ta chạm vào phím này. Tiếng kèn sona nhá. Đây là tiếng reo lưỡi, đúng không? Hay là cái tiếng đàn tì bà chẳng hạn. Đây là tiếng pipa, tiếng tì bà. Đấy, thổi một cách bình thường nhé. Khi mà chúng ta chạm vào thì nó sẽ là cái chế độ gảy liên tục. Đấy.
gậy một nốt. Đấy, thì là chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ đặc biệt bằng cái cách này. Và ở trong cái phần skin cây này chúng ta sẽ phải bật cái chế độ của đấy lên thì mới có thể kích hoạt được nhá. Khi mà chúng ta tắt ý, thì là nó sẽ không kích hoạt được và thay vì đó nó là nốt si dán. Rồi tính năng tiếp theo là khi chúng ta ấn thêm cái này ý, là nó có thể là thay đổi giữa cái chế độ tay trái và tay phải được. Thì cái này nó sẽ tính năng này ý, nó sẽ thay đổi đây right và left. Thì nó sẽ thay đổi một đấy là cái thanh portamento ở đây, nó sẽ lộn từ bên phải sang bên trái. Và thứ hai nữa ý, là anh em sẽ phải cần chủ động tháo cái ốc vít này ra và vặn hết tất cả các cái phím tay trái sẽ chuyển sang tay phải và tay phải sẽ chuyển sang tay trái. Thì đấy là cái cách để chúng ta có thể chuyển qua lại giữa cái chế độ tay trái và tay phải. Tiếp theo, đây là cái chế độ đua tôn. Đua tôn có nghĩa là cái đây nhá, mình thổi đây là đơn này, nốt đơn nhá. Nốt đơn nó sẽ như này nhá. Còn chúng ta bật cái chế độ đua tôn lên ấy thì là nó sẽ bè thêm vào. Nó sẽ có thêm một cái tiếng nữa để bè vào cái chế độ đua tôn này. Thường mình sẽ tắt chế độ này đi. Tiếp theo là cái tuner. Cái tune này nó sẽ cho phép cái cây sáo của chúng ta chỉnh về cái nó có thể trầm và có thể cao hơn, ví dụ chỉnh 445 hay là 450 hay là 435 430 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây để có thể là thay đổi cái âm sắc của nó. Tiếp theo nữa là cái chế độ metronome. Đây là cái gõ nhịp. Khi chúng ta tập với cái này rất là hiệu quả này. Đấy thì cái chế độ gõ nhịp này mình thấy là nó khá hiệu quả đối với những anh em mà mới tập. Và cái chế độ bay này nó sẽ là chỉnh cái cảm biến cắn. Cảm biến cắn chúng ta có thể cắn giống như là cái cây AK ấy, là cái chế độ mặc định của nó là chế độ freestyle này. Chúng ta cắn vào là cao độ nó sẽ thay đổi. Cái cấp độ của nó mình cảm thấy là nó chỉ có nhận được lấy là mình cắn hoặc không cắn thôi, chứ không có cái mức độ nó nhạy giống như AK là nó cắn và cảm nhận được nhiều cấp độ, thì cái này nó không cảm nhận được. Chế độ thứ hai là chế độ semi auto, có nghĩa là khi mà cắn vào là chúng nó sẽ tự động rung. À, như mình thổi bình thường này. Cắn vào nhá. Đó, cắn vào nó sẽ tự động rung. Và chế độ thứ ba là chế độ full auto, có nghĩa là nó sẽ tự động hoàn toàn. Kể cả rung thì nó sẽ kể cả mình thổi cái luồng hơi bằng này, nó cũng sẽ tự động can thiệp cho chúng ta. Chế độ tiếp theo đây là semi cây. Cái này nó là từng cái tính năng khá nâng cao. Nếu muốn đối với những anh em mà người dùng cơ bản thì mình nghĩ nó cũng chưa cần thiết lắm. Và cuối cùng là chế độ reset. Khi mà anh em chúng ta mà sử dụng cái cây kèn mà nó có thể nhiều cái cài đặt nó bị lệch lạc đi, thì chúng ta sẽ vào cái phần reset này và sau đó chuyển về chế độ restore để nguyên đấy một lúc, là nó sẽ tự động nó reset lại cái cây kèn về cái chế độ ban đầu của nhà sản xuất. Thì đấy là cái cách để chúng ta có thể cài đặt được cái cây sáo này. Và ngoài cái cách cài đặt này ra ấy, thì chúng ta sẽ có một vài cái tính năng khác như cái phím ở bên dưới này này. Những phím ở bên dưới đây là phím lưu nhạc cụ. Ví dụ chúng ta trong quá trình chơi ấy, chúng ta thấy cái giọng alto sax này hay, chúng ta điều chỉnh nó xong ấy, chúng ta nhấn giữ cái phím 1, nó sẽ hiện hình xếp và sau đó là nó quay lại. Thì trong quá trình anh em chúng ta chơi muốn chuyển nhanh nhạc cụ, chúng ta chỉ cần bấm cái phím này là nó sẽ ngay lập tức gọi cái nhạc cụ mà chúng ta đã lưu ra, thì để mà chuyển đổi qua lại một cách rất là thuận tiện và nhanh. Và là trong quá trình biểu diễn ấy, thì chúng ta sẽ bấm hai cái phím bên hông này này để chuyển đổi qua lại giữa 6 cái nhạc cụ mà chúng ta đã lưu. Bấm một cái là nó sẽ chuyển, bấm một cái là sẽ chuyển. Đó là cách để mình có thể chuyển nhanh nhạc cụ trong quá trình mà chúng ta chơi. Tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn cái cách để mình có thể cài đặt được cái Bluetooth. Thì đây là cái công tắc để bật tắt Bluetooth trộn nhạc. Thì chúng ta chỉ cần gạt công tắc này lên mức on là cái Bluetooth của cái cây kèn này được bật. Và sau đó là chúng ta sẽ vào điện thoại, máy tính hoặc iPad để chúng ta tìm kiếm cái thiết bị có tên là main.
và sau đó là mình sẽ kết nối vào. Thì khi kết nối nó sẽ hỏi mình là các cái mật khẩu để có thể ghép nối. Thì mật khẩu của cái cây này nó là 4 số 8. Thì chúng ta lưu ý duy nhất một cái điều đó thôi, là cái cây kèn này hoàn toàn là có thể trộn được nhạc, cũng như là phát ra trực tiếp ở loa, hoặc là chúng ta cắm tai nghe vào có thể luyện tập trong cái không gian hoàn toàn im lặng được thoải mái. Và khi mà chúng ta trộn nhạc rồi ấy, chúng ta muốn thu âm lại thì chúng ta chỉ cần, một là chúng ta đeo tai nghe vào đây, và hai là chúng ta cắm một cái dây OTG, dây USB-C này, sang USB-C hoặc sang cái Type-C để chúng ta cắm vào điện thoại. Phải là dây đúng của nó nhé. Cắm ra điện thoại là ngay lập tức là tiếng nhạc này, tiếng kèn này nó sẽ được trộn lại, và chúng ta mở cái phần mềm quay video mặc định của cái điện thoại của chúng ta là có thể quay lại được cái hình ảnh cũng như là cái âm thanh của cái cây kèn này ra luôn. Tiếng của nó rất là trong. Đấy là cái cách cài đặt cây Main M2000 một cách cơ bản. Hy vọng rằng là cái video này có thể giúp ích được cho các bạn sử dụng cái cây Main M2000 này một cách hiệu quả. Và nếu mà các bạn có cần mua cây Main M2000 cũng như là cần hỗ trợ từ công ty Việt Trang Music thì cứ gọi điện cho công ty mình, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trang Music, số điện thoại 0924644222. Và cây Main này thì bên mình phân phối nó sẽ có hai màu nhé, một là màu đen này, đen này, một là màu đen này, và hai là màu xám này. Đấy, nhìn nó sẽ khá là đẹp, khá là tương đồng. Anh em có cần cái màu nào thì cứ gọi điện đến cho công ty mình sẽ gửi cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào.